Đề bài: phân tích tâm trạng bà cụ Tứ. Từ đoạn: cúi đầu nín lặng. Đến: nước mắt cứ chảy ròng ròng. Bài viết: trong thế giới văn chương, Đặng Tiến từng khẳng định: nghệ thuật tạo vẻ đẹp cho những dòng nước mắt và biến nỗi thống khổ thành nỗi nhớ vô biên. Mỗi trang viết là những trang đời thấm đẫm nỗi xót xa, tủi nhục, nỗi thống khổ của con người trong kiếp đời lầm than. Và rồi từ những khổ đau, nghệ thuật cất lên tiếng nói tri ân, tiếng nói đồng điệu với tâm hồn con người. Đọc những trang văn viết về cuộc đời bà cụ Tứ trong Vợ Nhặt của Kim Lân, ta thêm một lần đau đớn cho kiếp người giữa cái đói và gam màu xám xịt, u tối của bức tranh hiện thực năm 1945. Nhà văn đã lấy ngòi bút của mình để nâng niu vẻ đẹp tâm hồn con người dưới ánh sáng của niềm tin, khát vọng. Khắc họa nhân vật bà cụ Tứ, Kim Lân đã đưa ngòi bút của mình vào những điểm nhìn tâm lý đặc sắc về nhân vật này, từ cái cúi đầu nín lặng đến khi nước mắt cứ chảy ròng ròng. Nhắc đến Kim Lân, giới độc giả nhớ ngay tới một nhà văn được xem như con đẻ của đồng ruộng, một cây bút tài hoa chuyên viết về nông thôn và đồng bằng Bắc Bộ. Những tâm tình ông gửi về làng quê, đâu đâu cũng là đất, là hương vị, là nếp sống của những người nông dân chân quê, thật thà, chất phác, đôn hậu. Nhà văn Nguyên Hồng từng dành những yêu thương cho nhà văn Kim Lân khi nhận xét Kim Lân là nhà văn một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu, nguyên thủy nông thôn. Ông là mẫu nhà văn quý hổ tinh, bất quý hổ đa, viết kỹ lưỡng, viết từ gan ruột, không chấp nhận sự nhạt nhẽo, giả tạo. Sự nghiệp sáng tác của ông không nhiều, nhưng đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Vợ Nhặt là một tác phẩm như thế. Vợ Nhặt được coi là một kiệt tác trong sự nghiệp sáng tác của Kim Lân, cũng như là một truyện ngắn xuất sắc của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Tiền thân của Vợ Nhặt là một chương trong tiểu thuyết Xóm Ngụ Cư, viết ngay sau năm 1945. Tới năm 1954, Kim Lân dựa vào một phần cốt truyện cũ để hoàn thành truyện ngắn này. Văn học là cuộc đời là nơi xuất phát, cũng là đích đi tới của văn học. Và có lẽ nếu ngòi bút của người nghệ sĩ không chấm vào nghiên mực cuộc đời thì sẽ không đẻ ra những tác phẩm mang đậm dấu ấn thời đại đến vậy. Trong cái gam màu u tối, xám xịt của bức tranh nông thôn Việt Nam năm 1945, cái năm mà cái đói hoành hành như một cơn lốc nhấn chìm con người vào cõi bi thương, Vợ Nhặt của Kim Lân lúc bấy giờ như một tia chớp lóe lên giữa màn đêm tối của đói nghèo, khổ đau. Với bút pháp hiện thực đặc sắc, Kim Lân đã miêu tả sự hiện hình của cái đói giống như một thảm họa, càn quét, hủy diệt mọi sinh linh. Từ âm thanh, mùi vị, hình ảnh đều làm sống dậy hình ảnh làng quê Việt Nam giống như chốn địa ngục trần gian. Đâu đâu cũng là mùi gây của xác người chết, ấn tượng về một cõi dương sặc mùi âm khí. Tuy vậy, nhà văn vẫn làm bật lên trong những con người lầm lũi đi trong bóng đêm ấy. Dù trong tình huống bi thảm đến đâu, dù kể bên là cái chết, vẫn khát khao hạnh phúc, vẫn hướng về ánh sáng, vẫn tin vào sự sống và hy vọng ở tương lai. Kim Lân đã để chân lý ấy sống trong nhân vật bà cụ Tứ. Bê Tông cho rằng các nhân vật của tác phẩm nghệ thuật không phải giản đơn là những bản dập của những con người sống, mà là hình tượng được khắc họa phù hợp với ý đồ, tư tưởng của tác giả. Xây dựng nhân vật bà cụ Tứ, nhà văn Kim Lân không đi sâu vào khái quát dáng vẻ bên ngoài, mà tập trung đi sâu vào những nét đẹp tâm hồn, làm nổi bật phẩm chất cao quý của người già,
nghèo khổ nhưng thương con. Bà cụ Tứ nay đã gần đất xa trời, nhưng vẫn phải sống trong chuỗi ngày nghèo khổ, túng thiếu, lại là dân ngụ cư, bấp bênh, trôi nổi. Chồng mất sớm, con gái út đi lấy chồng xa, chỉ còn lại người con trai là anh cu chàng ngờ nghịch. Hai mẹ con yêu thương đùm bọc nhau sống trong tấm phên rách, nằm rúng gió trên mảnh vườn lổn nhổn những búi cỏ dại. Kim Lân đã rất khôn khéo khi lựa chọn thời điểm để bà cụ Tứ xuất hiện. Không phải ở đầu câu chuyện mà là ở cuối, khi tất cả sự sống và cái chết đã rõ mồn một ngay từ ban đầu. Bà xuất hiện khi chàng đưa người vợ về nhà ra mắt. Đó cũng là lúc diễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ thay đổi liên tục. Vào một buổi chiều chạng vạng, bà cụ trở về căn nhà tồi tàn của mình và vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của một người đàn bà lạ trong nhà. Nhìn thấy sự sốt sắng hiện ra rõ nét trên gương mặt con trai mình, bà không khỏi ngạc nhiên, băn khoăn, phấp phỏng, lo âu. Cho tới khi chàng giải bày câu chuyện hệ trọng của cuộc đời mình, người mẹ nghèo khổ ấy mới vỡ lẽ và ngổn ngang biết bao nhiêu cảm xúc. Miêu tả nhân vật bà cụ Tứ, ngòi bút của Kim Lân ngưng đọng những câu văn trên giấy, nhưng là giọt nước mắt đọng trên khóe mắt của người đọc và sự xót thương đến nghẹt thở trong lồng ngực của những người tôn thờ chủ nghĩa nhân đạo. Kim Lân không dùng thêm bất kỳ một câu văn nào tả những suy nghĩ hay lời căn dặn hay cả những hành động có tác động đến tâm lý, mà đơn giản chỉ là cái cúi đầu nín lặng. Không đơn thuần chỉ là câu văn trần thuật, mà trong câu văn ngắn này còn dưng dưng cho một tấm lòng hoài cảm đầy ân tình của nhà văn Kim Lân. Cái cúi đầu ấy chất chứa biết bao suy nghĩ, cả những nỗi niềm không thể nói thành lời. Có chút gì đó chua xót, tủi hờn và cả những nghẹn ngào khiến người mẹ nín lặng bởi câu chuyện người con trai vừa giải bày. Cái im lặng đầy tủi phận, cam chịu và cả xót xa. Cả cuộc đời dài dằng dặc, cõng nắng nuôi con, người mẹ nhanh chóng thấu hiểu sự tình. Bà lão hiểu rồi. Bà lão hiểu vì sao hôm nay con trai mình hệt như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về. Bà lão hiểu vì sao lại có người đàn bà lạ trong nhà. Sự từng trải đã giúp bà thoát ra khỏi sự chậm chạp của một người già, để lập tức hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự. Cơ sự của người con trai, người đàn bà kia, và cũng là cơ sự của chính mình. Cùng với sự thấu hiểu là niềm ai oán, xót thương. Bà thương xót cho số kiếp đứa con mình chịu nhiều lao khổ, thiệt thòi. Biết bao cảm xúc lúc này kéo dài, nằm ngổn ngang trong lòng người mẹ già, hỗn độn cả trong lòng người đọc, nhưng tuyệt nhiên lại rất ngắn về số câu chữ. Kim Lân đã làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của bà cụ Tứ, vẻ đẹp của một người mẹ luôn yêu thương, bao dung, lắng nghe và thấu hiểu con. Từ thương con, bà hướng về chính mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Từ cảm thán chao ôi đứng đầu câu, tạo giọng điệu than oán chua xót kéo dài, bao trọn cả tâm tưởng của bà cụ Tứ. Bà không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến người ta, rồi ngầm so sánh với chính mình. Bởi chuyện dựng vợ gả chồng cho con là chuyện hệ trọng của đời người. Bà xót xa, ao ước, giá gia đình mình có điều kiện, bà sẽ lo cho con một đám cưới chu toàn, đầy đủ lễ nghi, thể theo đúng phong tục của cha ông
nhưng biết làm sao cho được khi gia cảnh của bà đến miếng ăn cho đàng hoàng cũng chẳng nổi. Khó khăn, khốn cùng đã bóp nát cái gọi là trách nhiệm của một người mẹ với con mình. Bao nhiêu tủi cực, nghẹn ngào, chua xót, đắng cay cùng cực nén ép lại sau chữ thì vô vọng ấy. Dấu chấm lửng cuối câu văn thể hiện sự nghẹn ngào, bất lực. Dấu chấm lửng ấy là một tiếng thở dài đầy tâm trạng của người mẹ già, có tâm nhưng lại không đủ sức. Nếu cho rằng văn chương là lịch sử tâm trạng con người, thì Kim Lân quả là nhà văn đích thực trên cái ý nghĩa ấy. Nhà văn Nam Cao từng quan niệm, nước mắt là giọt trâu của loài người. Ở đây, nhà văn của nông thôn Bắc Bộ đã cho ta thấy giọt trâu, hạt ngọc trong tâm hồn người mẹ qua những giọt nước mắt hiếm hoi. Trong kẽ mắt kèm nhèm, rỉ xuống hai dòng nước mắt. Lý trí đã không thể ngăn nổi tình cảm. Bà khóc vì thương con và tủi nhục cho chính mình. Kim Lân đã như một nhà quay phim tài ba khi lia ống kính của mình chớp lấy những nét thần tình đó. Đó là những thước phim cận cảnh làm hiện lên đôi mắt hẳn in dấu chân chim, gió sương, nắng mưa, vất vả cả một đời người. Và trong cái kẽ mắt nứt nẻ theo thời gian ấy, rỉ ra một dòng nước mắt khô héo. Nước mắt của người già mà như Nguyễn Khuyến xưa đã từng viết trong Khóc Dương Khuê. Tuổi già giọt lệ như sương, hơi đầu ép lấy hai hàng chứa chan. Điều đáng ngẫm bà cụ Tứ mang lại ở đây là tấm lòng thương con, xót con của bà, không chỉ dành riêng cho số kiếp của đứa con mình, mà với tấm lòng nhân hậu, bao dung, vị tha, bà còn thương cả người đàn bà xa lạ bị hoàn cảnh xô đẩy mới thành con dâu của mình. Không cần phải gật đầu đồng ý hay đưa ra lời đồng tình, bà trăn trở. Sự trăn trở ấy hiện lên qua ánh mắt đăm chiêu. Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không? Suy nghĩ đó đã minh chứng cho sự đồng tình của bà về sự có mặt của người đàn bà xa lạ. Bà chấp nhận người vợ Nhật là thành viên trong gia đình, nên lo lắng cho hạnh phúc của chúng nó giữa cảnh khốn cùng. Và rồi, bà lão khẽ thở dài, đứng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Tiếng thở dài nhẹ nhẹ ấy không phải là sự trách móc hay coi khinh người đàn bà xa lạ đang cố bấu víu con trai bà, mà là tiếng thở của bao lo toan chất chứa cả một đời. Bà đăm đăm nhìn người đàn bà như thể nhìn người bạn sẽ đồng hành cùng mình trong cuộc đời khổ cực phía trước. Và cũng từ đó, trong suy nghĩ của người mẹ ấy như đã thức dậy bao ý nghĩa nhân đạo và cả sự hàm ơn. Bà lão nhìn thị và nghĩ, người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có vợ được. Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con. Những lời độc thoại trút từ ruột gan ấy cuộn trào dâng ngập lên trong lòng người mẹ, vừa khắc khoải, vừa rào rạt, vừa bao la, vừa đong đầy tình mẫu tử. Hòa vào trong đó là những dung cảm xót thương từ trái tim nhân đạo của Kim Lân. Những suy nghĩ đời thường mà đôn hậu yêu thương của bà cụ Tứ khiến trái tim người đọc thổn thức cùng với những trăn trở bình dị và xiết bao ân tình. Hai chữ mừng lòng bà lão nói ra với con lột tả đúng cái run run của một tấm lòng vị tha cao quý đang ngượng ngập vụng về tìm cách giấu đi giọt nước mắt xót thương vì sợ phiền lòng cho các con của chính người đang thương xót. Người mẹ già như cố nuốt nước mắt vào trong, cố nén nỗi đau trong lòng, để tình yêu thương của mình an ủi đôi vợ chồng trẻ.
Người mẹ ấy chẳng muốn con buồn, chẳng muốn con đau, chỉ mong con hãy tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc lứa đôi. Quên làm sao được cử chỉ ân cần mà thương mến của người mẹ chồng với con dâu. Con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Câu nói ấy đã xóa bỏ hết tất cả ranh giới giữa mẹ chồng, nàng dâu, nhường chỗ cho tình yêu thương, sự bao dung của người mẹ già. Để rồi, bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy thương xót. Người mẹ nghèo khổ ấy thấu hiểu biết bao nỗi lòng của đứa con dâu mới. Những e thẹn, tủi hổ ấy có lẽ bà đã từng trải qua trong cái tuổi trẻ của chính mình. Bà thấp giọng thân mật: kể có ra làm được ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo con ạ. Đâu còn sự ngỡ ngàng, kinh ngạc như lúc có người đàn bà lạ trong nhà. Lời nói ấy chính là những lo lắng cho người con dâu mới, lo lắng cho hạnh phúc của đôi trẻ. Bà tiếp lời: cố làm sao chúng mày hòa thuận là u mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy, chúng mày lấy nhau lúc này u thương quá. Còn điều gì cao quý và thiêng liêng hơn tình mẹ? Kim Lân đã thật sự nung đốt lên trong tâm hồn chúng ta tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý. Quả thật không có kỳ quan nào đẹp đẽ và trường tồn bất tử hơn tình mẹ. Lev Tolstoy từng khẳng định: tác phẩm nghệ thuật là kết quả của tình yêu. Tình yêu chính là ngọc, là phiến kỳ nan trong rừng trầm hương, là tinh hoa trong vườn hương thảo, kết tinh nên tình cảm được hun đúc bằng tâm hồn người nghệ sĩ trước những rung cảm của cuộc đời. Cho nên trong nỗi lo lắng, băn khoăn về hạnh phúc lứa đôi, người mẹ ấy kẹt lại trong tình thương và khao khát hạnh phúc. Bà nghẹn lời không nói được nữa. Bao nhiêu nỗi lo cứ tích tụ lại, nghẹn ứ nơi cổ họng. Nỗi lo mà không thể nào tan đi, không thể nào thả trôi. Phó mặc cho cảm xúc làm chủ, nước mắt bà cứ chảy ròng ròng. Nếu ở trên, Kim Lân miêu tả giọt nước mắt rỉ xuống hai kẽ mắt kèm nhèm, chảy ngược vào trong, thì ở đây nó đã tuôn trào cho những suy tư của người mẹ già. Những dòng nước mắt tuôn chảy ròng ròng như sự giải thoát của tâm trạng và cảm xúc. Bà khóc vì thương mình, cũng vì thương cho đứa con trai và nàng dâu mới. Có ai đó từng nói, trên đời này, thứ chân thật nhất chính là đôi mắt của một người. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, là tiếng lòng hồn nhiên nhất, đôn hậu nhất. Người mẹ ấy đã sống một đời trọn vẹn, đủ đầy vì con. Nếu ta đã từng xót xa hình ảnh cái đói trong một bữa no, con người vì đói quá mà ăn đến nghẹn thở mà chết, hay hình ảnh bế tắc của chị dậu vùng chạy ra khỏi nhà trong cảnh trời tối như đêm 30 trong tắt đèn của Ngô Tất Tố, hoặc ám ảnh cái dáng đi ngật ngưỡng của Chí Phèo phải tự kết liễu cuộc đời mình trên bàn xoay của chế độ để tìm nhân tính trong những trang viết của Nam Cao, ta mới thật sự ngỡ ngàng đi đọc văn của Kim Lân. Trong đau khổ, bất hạnh và tối tăm, Kim Lân vẫn nâng con người lên trong tình nhân ái. Hình ảnh bà cụ Tứ chính là ánh sáng le lói trong bóng tối của những kiếp người nghèo khổ. Nhân vật bà cụ Tứ đã làm cho giá trị nhân đạo của tác phẩm trở nên thấm thía và cảm động hơn. Hình ảnh bà cụ Tứ mang thông điệp nhân bản hơn. Dù kề bên cái đói, cái chết, con người vẫn không mất đi vẻ đẹp, bản chất lương thiện của chính mình,
vẫn luôn khát khao hạnh phúc, vẫn không thôi mong ước về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp. Mỗi tác phẩm nghệ thuật phải là một phát minh về hình thức, một khám phá về nội dung. Kim Lân đã khám phá, phát hiện và miêu tả nhân vật bằng cách luồn lách ngòi bút vào tận nơi sâu thẳm của tâm hồn, bắt người đọc phải cùng cười, cùng khóc với nhân vật của mình. Nhà văn đã miêu tả thật sâu sắc tâm lý ấy, có một hệ thống ngôn ngữ giản dị nhưng giàu sức gợi, thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ, hành động. Phải là nhà văn có vốn hiểu biết phong phú, thấu hiểu và cảm thông, yêu mến và trân trọng cuộc sống, thì Kim Lân mới có thể viết nên những trang văn có sức lay động hồn người đến vậy. Chúng ta sẽ nhớ mãi những trang văn viết về tình mẹ xúc động, rào rạt, chứa chan ân tình trong Hòn Đất của anh Đức, hay Người Mẹ Cầm Súng của Nguyễn Đình Thi, và sẽ không thiếu đi hình bóng của bà cụ Tứ trong Vợ Nhặt của Kim Lân. Nhà văn đã thêm một lần khắc sâu trong tâm khảm mỗi người tình mẹ cao cả và thiêng liêng, trong cái đói tối tăm đã cứu vớt tâm hồn con người, nâng con người bằng những sợi dây tình cảm đan dày. Ta thêm yêu những trang viết của Kim Lân để thêm một lần tìm về với cội nguồn dân tộc, tìm về với những bóng dáng, những người mẹ lam lũ một đời.